Chào anh em nhá, giới thiệu đến anh em mẫu dao cán dao cạo nhá. Cán này bằng nhựa, nhẹ cực luôn, cầm nhẹ cạo rất là ok. Cách sử dụng cái này nhá, thì là cái này có một cái gọi là một cái lòng phía trong nữa. Các bạn mua về các bạn đẩy, thay dao thì các bạn đẩy cái này lên nhá. Các bạn đẩy lên này, thì khi ra đến đây này, các bạn nhìn thấy đây là cái hình của cái dao, cái lưỡi dao cam luôn. Các bạn thay dao ở đây. Ở trên cái dao cam của chúng ta thì có hai cái vị trí định vị đây rồi. Trên này cũng có vị trí định vị này. Thì chỉ cần bỏ cái này, quay gần. Đấy nhá. Đấy. Bỏ đúng định vị chưa? Đây, định vị ạ. Có những cái chốt định vị ở sẵn ở trên cái thân dao này rồi. Đấy nhá. Đấy, có 4 cái ốc định vị đây rồi. Các bạn chỉ cần để đúng vào cái định vị này nữa là được. Sau khi để vào rồi các bạn đẩy nó vào thôi. Đẩy vào, chú ý các bạn tay đừng bao giờ chạm lưỡi nhá. Đấy. Và tiến hành cạo bình thường. Đấy. Khi thay dao các bạn cũng đóng dao cẩn thận nhá. Khi thay dao này các bạn cũng đẩy ra, đẩy cái lòng phía trong ra. Đẩy, ấn bỏ tay đây này, đẩy này. Đấy. Đẩy ra hẳn. Chỉ cần nghiêng một cái là nó ra luôn. Đấy. Nhìn lại một lần nữa nhá, ở đây có các cái vị trí định vị này, trên này có định vị rồi. Bỏ vào đúng vị trí này. Được chưa? Lại. Xong rồi đẩy nó vào. Thật cái định vị. Để sai định vị cái khác lên đấy. Thế là cạo được anh em nhé. Bên mình có bán hàng ở trên các cái sàn thương mại điện tử nhé. Anh em để lại số điện thoại hoặc là mua hàng thì theo link ở dưới mô tả sản phẩm có nhé. Bỏ ra được thì để quay 5 giây nữa không để màn hình xấu. 28 chiếc bẹp mày, 4 đúng không? 3 báo 3 chiếc bẹp mày.